bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Siêu xe đắt nhất trên thế giới lần đầu được xuất hiện trên đường phố. Hình ảnh của chiếc Bugatti Lavatunoa đọc theo tiếng Pháp trị giá 19 triệu đô la lần đầu tiên được lăn bánh trên đường phố vừa được đăng tải trên mạng xã hội. Một tài khoản Instagram tên GCT Car Photography vừa chia sẻ hai bức ảnh chụp chiếc Bugatti Lavatunoa di chuyển trên đường tại Montsem, nước Pháp, gần nhà máy của hãng siêu xe Pháp. Đây là lần đầu tiên chiếc hypercar trị giá 19 triệu đô la được bắt gặp lăn bánh trên thực tế. Trước đó, mẫu siêu xe đắt nhất thế giới chỉ được trưng bày trong một vài sự kiện đặc biệt của Bugatti. Tại Geneva Motor Show năm 2019, Bugatti lần đầu tiên giới thiệu La Voiture Noire và hãng chỉ trưng bày một nguyên mẫu để khách hàng tham quan có thể chiêm ngưỡng thiết kế của chiếc xe. Thời điểm đó, Nội thất của xe vẫn chưa được hoàn thiện. Bugatti cho biết họ cần ít nhất 2 năm rưỡi để có thể lắp ráp xong chiếc siêu xe đắt đỏ này trước khi giao nó tới tay người chủ đã đặt trước. Với việc lộ diện và chạy thử có thể, Lavatuneo đã sắp đến ngày xuất xưởng. Đã từng có tin đồn chủ sở hữu đầu tiên của Bugatti Lavatuneo là siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, tuy nhiên thông tin này đã bác bỏ và chủ nhân của siêu xe đắt đỏ nhất trên thế giới vẫn chưa hề lộ diện. Là sự tưởng nhớ về mẫu xe huyền thoại Type 57 CS Atlantic, chỉ có một chiếc Bugatti Lavatinoa được sản xuất và bán với giá lên tới gần 19 triệu đô la đã bao gồm cả thuế. Đó là theo sự tiết lộ của Stephen Winkenman, chủ tịch của Bugatti. Bugatti Lavatinoa mang thiết kế đặc trưng của Bugatti từ trước đến nay, ấn tượng nhờ thân xe được hoàn thiện hoàn toàn bằng tay với vật liệu carbon. Hypercar sử dụng động cơ V16 8 lít cho công suất tối đa 1.500 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.600 Nm tương đương với sức mạnh của người anh em Chiron hay là Chiron Sport. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công